Tin tức của đài TV địa phương và từ giáo phận Salt Lake City cho biết là vụ ủy ban đã được thành lập để điều tra về sự việc Minh Thánh đang chảy máu tại một nhà thờ ở Xavier ở vùng ngoại ô Kearns của thành phố Salt Lake City ở tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Bản thông cáo của giáo phận có nội dung như sau. Sau những báo cáo gần đây về những loan truyền của việc một Minh Thánh đang chảy máu tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Kearns, Đức ông Colin Berkhamshaw là giám quản giáo phận đã bổ nhiệm một ủy ban đặc nhiệm gồm nhiều thành phần chuyên môn khác nhau để điều tra về sự việc. Công việc của ủy ban đang tiến hành và kết quả sẽ được tuyên bố một cách công khai. Minh Thánh hiện đang được giáo phận canh giữ, trái ngược với những tin đồn. Giáo phận không có kế hoạch trưng bày và tổ chức tôn kính Minh Thánh ấy. Dù là kết quả của cuộc điều tra có là thế nào, chúng ta hãy sử dụng thời gian này để canh tân niềm tin và ý thức rằng là phép lạ vĩ đại là sự hiện diện thật của Chúa Jesus Kitô vẫn diễn ra ở mỗi thánh lễ. Đức ông Francis Manio là chủ tịch ủy ban, được biết ủy ban ngoài thành phần giáo sĩ còn bao gồm một giáo sư tiến sĩ dạy môn sinh học thần kinh. Những phép lạ thánh thể đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử và thông thường thì các cuộc điều tra của giáo hội sẽ kéo dài hàng chục năm trời trước khi được công nhận là một phép lạ. Người ta chưa biết Tòa Thánh Vatican đã được thông báo về sự việc này hay là chưa. Dù thế, đã có đông đảo giáo dân tụ tập hàng ngày tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier để đọc kinh lần chuỗi. Sự việc xảy ra từ tuần trước, một bé trai đã đi theo đoàn người lên rước lễ và đã được trao cho Minh Thánh. Người nhà của em sau khi nhìn thấy sự việc thì vội báo cho vị linh mục là em chưa được xưng tội lần đầu. Và do đó vị linh mục đã lấy lại Minh Thánh. Và theo thể lệ áp dụng trong mùa lạnh thường xảy ra những bệnh truyền nhiễm, Minh Thánh đó đã được bỏ vào một ly nước. Thông thường thì khi một chiếc bánh miến bỏ vào nước thì chỉ trong vài phút là rửa ra. Nhưng Minh Thánh không những đã không rửa mà còn bắt đầu rỉ máu. 3 ngày sau, người ta vẫn thấy Minh Thánh nổi trên nước và máu vẫn còn tươi. Tin đồn đã lan ra, nhà thờ tràn ngập tín hữu cũng như là người hiếu kỳ. Cha xứ đã có lần đem Minh Thánh ra trưng bày cho công chúng, nhưng sau đó đã đem về giáo phận để điều tra. Vào dịp lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ vừa rồi, nhiều người vẫn còn kéo nhau tới nhà thờ Thánh Francisco Xavier để được tham dự vào một biến cố linh thiêng nhiệm màu này. Năm 700, tại làng Lanciano ở nước Ý, một linh mục đã hồ nghi khi dâng lễ. Khi ngài nhìn xuống bàn thờ thì bánh đã trở thành thịt, rượu và đã trở thành máu thật. Đây là phép lạ cổ điển nhất đã từng được Tòa Thánh cho xét nghiệm 5 lần và ngày nay thánh tích vẫn còn được trưng bày, rất đông khách hành hương khắp nơi đến kính viếng. Khoa học đã xác nhận được đây chính là thịt máu thật của người có nhóm máu AB. Trong máu, protein là chất thường có để giữ cho máu tươi. Có đủ các chất như là thịt máu chúng ta và các chất khoáng. Trọng lượng của máu đó là 16,505 gram. Suốt 5 thế kỷ sau, các nhà dòng Thánh Basilio đã trông coi gìn giữ mình máu Chúa này một cách cẩn thận. Năm 1176, Đức Thánh Cha Alessandro trao cho các linh mục dòng Benedicto. Từ năm 1252, Đức Thánh Cha Innocente lại trao cho các cha dòng Thánh Francisco. Năm 1258 thì một đền thờ rộng lớn xây bao trùm nhà thờ nhỏ Thánh Legonziano, thánh tích được đặt tại nơi đây. Từ năm 1566 đã qua nhiều lần phải cất giấu quân giặc Thổ, xây nhà nguyện, lập bàn thờ sau 150 năm. Năm 1809, theo lệnh của vua Napoleon đệ nhất đã bãi bỏ các dòng tu, dòng Francisco phải rời đi và mãi tới năm 1953 mới trở lại sinh hoạt bình thường. Năm 1953, các cha dòng Francisco lại trông coi như trước. Phép lạ này được ghi chép trên tài liệu viết trên giấy da rất cổ, nhưng vào đầu thế kỷ thứ 15 đã bị lấy cắp. Hiện nay chỉ còn tài liệu vào năm 1631 ghi trên giấy da bằng tiếng Hy Lạp và Latin về tất cả chi tiết phép lạ ở Lanciano. Trước hết,
Thánh tích được đặt trong một hòm bằng ngà voi và được đặt tại nguyện đường cạnh nhà thờ chính. Năm 1902, được lưu giữ đàng hoàng bàn thờ ở giữa cung nguyện. Bánh thánh đã trở thành thịt như ngày nay người ta quan sát, được kính giữ trong hào quang bằng bạc, có kích thước như mình thánh lớn, vẫn được các linh mục dùng trong thánh lễ. Thịt có màu hơi nâu và đã trở thành hồng nếu quan sát dưới ánh sáng trong. Rượu đã hóa thành máu, được kính giữ trong chén thánh bằng thủy tinh, hợp thành 5 giọt to nhỏ khác nhau. Từ năm 1923, thịt thánh được trưng bày trong một hào quang và những hột máu khô được đựng trong một chén lễ thủy tinh ở dưới chân hào quang. Trước nay, qua thời gian, các thánh tích được các tín hữu và khách hành hương rất mực tôn kính. Vào những dịp đặc biệt, thánh tích được rước qua các đường phố trong thị trấn. Phép lạ mình Thánh Chúa Lanciano là một phép lạ lâu dài, liên tiếp. Để đánh tan dư luận và hồ nghi lâu đời trong dân chúng, sau công đồng Trento năm 1545 và năm 1563, Tòa Thánh đã 5 lần cho khảo nghiệm thánh tích ở Lanciano và kết quả như sau. Năm 1574, chứng từ còn ghi lại để trong nhà nguyện bên tay phải gian chính nhà thờ. Sau mấy trăm năm, thánh tích được đựng trong hòm sắt, thịt vẫn còn nguyên vẹn, máu phân thành 5 phần không đều nhau, khi thì 5 phần hiệp thành một cục, khi thì tách rời ra. Năm 1637, Đức Tổng Giám mục Rodriguez cho cân lại máu đã đông từ lâu, trước mặt giới hữu trách và đông người. Được thấy trọng lượng 5 cục máu cộng lại cũng bằng từng cục, trọng lượng 5 cục là 16,505 gram. Năm 1770 và năm 1886, có cuộc tranh luận về sự biến thể từ bánh rượu hóa ra thánh thể chất, qua trọng lượng như là cân đo ở trên. Chúng muốn chứng tỏ là dấu hiệu mới sự hiện diện của Ngài trong mầu nhiệm thánh thể, tức là trong mỗi giọt rượu và mẩu bánh được thánh hiến có sự hiện diện thực sự của toàn thể mình và máu thánh Chúa Giêsu. Từ năm 1713, thịt được lưu giữ trong một mặt nhật bằng bạc chạm trổ nghệ thuật do một nghệ nhân gia trường thành Nepoli chạm trổ. Máu nó được đựng trong chén kiểu nghệ thuật xưa bằng đá pha lê trong suốt. Bánh thánh thịt ấy đã được giữ rất cẩn thận tới ngày nay, cũng có kích thước lớn như là bánh được giáo hội quen dùng. Bánh có màu nâu nhạt và trở thành màu hồng khi chiếu sáng từ phía sau rọi lại. Máu thì đông lại và ngả màu đất, vàng vàng như là màu đất thó. Năm 1971, sau công đồng Vaticano II, các tu sĩ dòng Francisco đã quyết định trao cho một nhóm bác học danh tiếng Viện Đại học Siena khảo sát lại theo khoa học. Cuộc khảo sát đã đưa đến những quả quyết khoa học tuyệt đối không thể chối cãi và đã trở thành tài liệu với những bức hình chụp bằng ống kính hiển vi tinh xảo, có thể giúp ích cho việc tôn thờ công cộng. Giáo sư Odoaro Leoni trong một cuộc họp vào ngày 4 tháng 3 năm 1971 tại nhà thờ có phép lạ, đã đưa ra những kết luận như sau. Công trình nghiên cứu này được nhiều tạp chí khoa học trên thế giới đăng tải. Thứ nhất, đó là thịt và máu là thịt máu thật. Thịt và máu của cùng một người đang sống cùng một loại nhóm máu AB. Trong máu có protein là chất thường có thể để giữ máu tươi. Thứ ba, đó là thịt máu có đủ các thành phần như là thịt máu của chúng ta, cũng có những khoáng chất. Sau khi nghiên cứu, giáo sư Linoli tuyên bố, tôi không thể ngờ được trong những điều tôi phân tích đó có những chất hữu cơ cách đây 12 thế kỷ. Khoa học phải đầu hàng đứng trước sự kiện lạ lùng, không thể giải thích nổi. Ông đã viết kèm theo hồ sơ phân tích cho dòng Francisco một câu. Từ đầu đã có ngôi lời và ngôi lời đã trở nên thịt. Những lời quả quyết trên đây được giáo quyền xác nhận trong một cuốn sách nhỏ có chuẩn ấn của Đức Cha Leopoldo Teofili là tổng giám mục của Lanciano. Việc các di tích thánh này được lưu trữ một cách tự nhiên trong 12 thế kỷ qua, không bằng chất hóa học, giữ trong không khí thường, mà thịt máu vẫn tồn tại một cách khác thường là một hiện tượng không sao giải thích theo khoa học được. Cindy Brown đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 12 năm. Khi xuất ngũ, bà đã ở tuổi trung niên và đã gặp phải khủng hoảng trong cuộc sống. Bà Brown đã trở thành người vô gia cư,
vì bà bị thất nghiệp, không có tiền trả chi phí cho căn hộ bà thuê mướn. Giữa lúc khốn khó này, bà đã được giới thiệu đến với trung tâm dành cho người vô gia cư Samaritan House do Hội Bác Ái Công giáo Denver điều hành. Bà Rao biết ơn trung tâm này đã cứu cuộc sống của bà. Bà nói, đó là nơi tôi kết thúc thay vì trên đường phố. Tôi rất may mắn vì điều này đã xảy ra. Tôi đã không biết mình sẽ làm gì. Tôi đã tự hỏi tôi sẽ đi đâu. Tôi không thể sống trên đường phố. Tôi cứng rắn, bạo dạn, nhưng không phải là người có thể sống trên đường phố như thế. Theo tổ chức người vô gia cư thành phố Denver, mỗi đêm tại vùng đô thị Denver thì có hơn 1.700 phụ nữ, chiếm 33,7% số người vô gia cư của thành phố. Số phụ nữ từ 55 tuổi trở lên ngày càng gia tăng trong cộng đồng người vô gia cư. Tuy là số phụ nữ vô gia cư ít hơn nam giới, nhưng họ lại gặp nhiều rủi ro về chấn thương và lạm dụng. Họ cần nhiều quan tâm chăm sóc sức khỏe hơn, nhất là các phụ nữ mang thai. Và các phụ nữ khó thoát khỏi cảnh vô gia cư hơn các người nam. Trung tâm cư trú mới dành cho phụ nữ Samaritan House đã được thành lập để mà giúp cho các phụ nữ có thể thoát cảnh sống đường phố. Tọa lạc tại vùng đông bắc của trung tâm Denver, trung tâm Samaritan House cung cấp nơi cư trú cấp thời cho 100 phụ nữ độc thân và một chương trình chuyển tiếp 29 ngày cho 50 phụ nữ khác. Đây là trung tâm nữ lớn nhất ở Denver, như thể hiện tại hội Bác Ái Công giáo có thể cung cấp chỗ qua đêm cho 250 phụ nữ độc thân. Đức Tổng giám mục Samuel Aquila chia sẻ rằng đây là cách giáo hội phục vụ những phụ nữ gặp khó khăn và cần sự trợ giúp. Ngài nói, chúng tôi được Chúa Giêsu truyền dạy thực hành điều này cho người đói ăn, cho kẻ trần trụi quần áo mặc, đón tiếp khách lạ. Đó là cách mà chúng tôi có thể cho thấy phẩm giá của họ như những con người, đặc biệt như là phụ nữ. Chương trình chuyển tiếp của trung tâm Samaritan House mới sẽ cung cấp cho phụ nữ các dịch vụ phục hồi, chăm sóc sức khỏe và thông tin việc làm qua phòng máy vi tính. Những người tham gia có thể đăng ký xin các lợi tức từ chính phủ và nếu cần, họ có thể tìm sự giúp đỡ từ các chương trình bác ái công giáo. Những phụ nữ sau khi kết thúc chương trình chuyển tiếp 29 ngày có thể chuyển đến chương trình 120 ngày tại trung tâm Samaritan House ở trung tâm thành phố. Tại đây, họ có cơ hội để phát triển các kỹ năng sống và các cơ hội để tìm được công ăn việc làm cũng như là nhà cửa. Larry Smith, giám đốc điều hành của tổ chức Bác Ái Công giáo Denver cho biết, vì tình trạng đô thị hóa các vùng ngoại ô Denver nên nhà cửa đã trở nên quá đắt đỏ và nhiều người không đủ khả năng để mà chi trả. Các bất động sản tăng giá, giá thuê nhà cũng tăng, nhiều người không đủ khả năng chi trả bị đẩy ra khỏi nhà của họ và lần đầu tiên trong đời họ sống như là người vô gia cư. Nhiều cư dân ở Denver trước đây bây giờ không biết phải đi đâu vì họ không trả nổi tiền nhà. Đối với bà Cindy Brown, sự trợ giúp bà nhận được từ Hội Cứu Chiến binh và Trung tâm Samaritan House thật là tuyệt vời. Sau thời gian chuyển tiếp, bà Brown dự định là di chuyển đến căn nhà riêng của bà, một chương trình nhà ở bà được nhận. Trong thời gian ở Samaritan House, bà được chẩn đoán là mắc chứng xơ cứng đa cơ. Do tình trạng sức khỏe của mình, bà hy vọng là có thể tìm được một công việc thiện nguyện để mà làm. Bà chia sẻ, tôi yêu thích giúp đỡ cộng đồng, giúp những người đã giúp tôi. Thập giá đôi cao dẫn ai đi vào đường tình ngày xưa đẫm máu, dẫu cho lệ đau hy sinh vì danh Chúa, ngàn
bông lúa trái chín thơm dâng ngài, cùng giọt máu bao anh hùng. Giữa bao thăng trầm dòng đời còn mãi vọng ngân, chứng nhân tin mừng dạt dào niềm tin kiên vững. Dẫu bao sầu đau hy sinh vì danh Chúa, nguyện noi gương sống những chứng nhân tuyệt vời, nguyện làm sáng danh nước trời. Xin tôn vinh tình yêu của Đức Kitô, xin tôn vinh tình yêu của bao anh hùng đổ máu, mang trong tim lửa yêu ngày đêm xây đắp danh ngài, hiên ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô. Tình đó chẳng vơi, núi kia cao vời nào bằng tình con yêu Chúa. Chúa ơi đời con xin theo ngài mãi mãi, dù bao ngang trái bão tố kia bên đời, tình ngài vẫn trong tim này. Kính dâng lên ngài đường dài của kiếp chân ai, quyết luôn trung thành hành trình đời con theo Chúa. Hiến dâng tuổi xuân đem tin mừng loan báo, vinh ca danh Chúa đến muôn muôn đời, nguyện làm sáng danh nước trời. Xin tôn vinh tình yêu của Đức Kitô, xin tôn vinh tình yêu của bao anh hùng đổ máu, mang trong tim lửa yêu ngày đêm xây đắp danh ngài, ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô, hiên ngang làm nhân chứng vì tình yêu Đức Kitô. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.